Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Phúc Thành. Sorry các bạn vì đã rất lâu rồi mình mới quay số tiếp theo của series Nằm Mơ Đi Mèo. Có rất nhiều bạn comment trên TikTok, nhắn tin trên TikTok và thậm chí là comment trên cả Facebook của mình để hỏi về việc là bao giờ mình làm số tiếp theo của series này. Thì sorry vì thời gian vừa rồi mình hơi bận và chắc chắn là thời gian tiếp theo thì mình sẽ làm mọi thứ chăm chỉ hơn. Còn ở số ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cảnh báo, những lỗi mà mình đã gặp phải khi mình mang một chiếc xe đã 10 năm tuổi trở về gara nhà mình. Khi nổ máy lên, khi vận hành xe trong những ngày đầu tiên thì mình đã gặp phải những lỗi gì và mình đã hoảng loạn như nào. Nhưng mà đầu tiên thì cho mình xin một phút để cảm ơn Auto Hưng Minh vì đã thay đổi diện mạo cho chiếc xe của mình với màu black satin này. Và bây giờ thì xe mẹ cũ ấy hả? Làm được không? Làm được. Trong 1-2 ngày đầu tiên mình lấy xe thì đơn vị bán xe cho mình, có lẽ là bởi vì mình là người làm trong ngành hả, thì mình được một đặc ân là cứ mang cái xe này về và đi thử trong khoảng 2-3 ngày nếu muốn. Và mình đã cầm xe về và đi thử. Và trong thời gian đi thử thì mình gọi điện cho một người anh của mình. Một người anh đi một chiếc GLK 250-2014. Và mình có hỏi là anh ơi có sợ lỗi gì không? Em chỉ sợ là trong những ngày em chạy thử thì nó không có lỗi gì cả, nhưng sau đấy thì những cái lỗi nó sẽ phát sinh ở sau ngày mà mình quyết định mua xe. Mình rất là sợ điều đó xảy ra. Và người anh của mình có trấn tĩnh mình bằng một cái câu nói mà đến bây giờ mình vẫn sử dụng để thuốc bạn bè của mình khi mà bạn bè của mình có ý định mua xe giống mình. Người anh của mình đã nói là ok, bây giờ em hãy bình tĩnh, em nhìn vào bảng táp lô đi, nhìn vào cái dashboard phía sau vô lăng đi để xem là nó có bao nhiêu cái đèn báo lỗi, thì nó chỉ có từng đấy lỗi thôi và sẽ không còn lỗi nào khác cả. Nên là em sẽ có thể lần lượt trải qua tất cả những cái cảnh báo đó và sau đó thì em sẽ nằm lòng tất cả những thứ có thể xảy ra trên chiếc xe này. Mình yên tâm phần nào nhưng mà cũng khá là hoảng sợ. Đúng như mình dự đoán, sau khi quyết định mua xe thì bùm, ngay buổi chiều hôm đấy cái lỗi này nó xuất hiện. Và sau khi cái lỗi này nó xuất hiện thì mình hoảng. Mình kiểu gọi cho tất cả mọi người, giống như là mình đã chia sẻ ở video mất 50 triệu đầu tiên ấy. Và nếu các bạn nào đã xem rồi thì các bạn sẽ biết là đấy là lỗi khi mà một chiếc cảm biến ABS bị hỏng. Nhưng mà tất nhiên thì cái xe nó sẽ không chỉ báo là cái cảm biến ABS bị hỏng, mà khi cảm biến ABS bị hỏng thì nó sẽ báo cùng lúc hai đèn, là đèn ABS và đèn cảnh báo chống trượt. Đây là một cái lỗi khá phổ biến và trong thời gian vừa rồi thì mình cũng gặp lại một lần nữa. Một chiếc cảm biến ABS khác đã ra đi. Theo như mình tìm hiểu thì việc này không chỉ xảy ra trên những chiếc Mercedes-Benz cũ, mà bất kỳ chiếc xe nào khi mà hỏng cảm biến ABS thì cái phần cảnh báo chống trơn trượt nó cũng sẽ sáng đèn. Thế nên là nếu bạn có mua xe về và thấy hai cái đèn này sáng cùng một lúc cùng với những cảnh báo như trên thì hãy cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách rất đơn giản. Xe bạn vẫn có thể lưu thông bình thường, không có vấn đề gì cả. Cái cảnh báo thứ hai mà mình gặp phải, cái lỗi thứ hai mà hiện lên dashboard là lỗi này, hoặc là các bạn cũng có thể sẽ gặp cái lỗi này, thì hiểu đơn giản là lốp non hoặc là thủng lốp. Và theo cái ngôn ngữ mà đa phần các bạn sẽ nghe hiện nay, nó là cảnh báo sơ lốp, thì xe nó sẽ cảnh báo nếu như mà một trong bốn lốp của bạn đang gặp vấn đề. Nhưng mà có một cái vấn đề với những chiếc W204 hay là kể cả với những chiếc E-Class thế hệ này, nếu như mình nhớ không nhầm, thì xe chỉ cảnh báo absolute lốp thôi, còn xe sẽ không cảnh báo cho bạn cụ thể lốp nào đang có vấn đề và vấn đề nó là lốp bị xịt bao nhiêu cân và còn bao nhiêu cân. Giải pháp thì có thể là lắp thêm cảm biến absolute lốp chính hãng. Mình nhớ không nhầm thì đâu đấy nếu mà có thể hiển thị được lên trên màn hình nó khoảng 12 triệu thì phải. Hoặc các bạn có thể lắp một bộ cảm biến ngoài đâu đấy 1,5-2 triệu. Còn hiện tại thì mình vẫn đang phải sử dụng cách là mình xuống dùng bơm điện để kiểm tra cả bốn lốp, sau đó bơm đều cả bốn lốp lên và đi đến cửa hàng gần nhất để xử lý vấn đề. Đấy là hai thông báo có thể coi là đáng sợ nhất với mình kể từ khi mua xe. Còn lại thì mình chưa gặp bất kỳ vấn đề nào khác nghiêm trọng hơn. Tất cả những thông báo khác hiện lên trên dashboard đa phần các bạn biết là về cái gì không? Về đèn. Nếu như các bạn đã nghe ở đâu đấy thì xe Đức sẽ rất khác với xe Nhật ở chỗ là nó sẽ thông báo tất cả những thứ xảy ra ở trên xe nếu như nó hoạt động không tốt. Và riêng với đèn của chiếc xe này thì mình đã gặp rất rất nhiều thông báo, nhất là ở thời điểm đầu tiên khi mà mình phải thay tới 4 bộ đèn mới cho chiếc xe này. Mình gặp cảnh báo về việc đèn hỏng liên tục. Các vấn đề về đèn có thể xảy ra bao gồm đèn chiếu sáng chính này, đèn ban ngày này, đèn xi nhan này, đèn hậu này. Và chiếc xe sẽ báo cho bạn rất cụ thể là đèn bên nào đang bị cháy, bóng trước hay là bóng sau, trái hay là phải. Và bạn chỉ cần thay nó, tốn đâu đấy chắc khoảng 5 giây cho một cái bóng đèn hậu kiểu thế.
Đèn hậu của mẫu VF204 này thì sử dụng cả đèn LED và đèn halogen. Cái đèn LED thì trộm vía là nó chưa hỏng lần nào. Còn cái đèn halogen thì hỏng hai cái rồi. Nhưng mà cái việc thay thế thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Gần đây nhất thì mình gặp phải cảnh báo về đèn chiếu sáng ban ngày. Những cái ngày mà Hà Nội ngập lụt ấy thì mình vẫn phải đi chiếc xe này. Và khi mà mình lội qua một khu vực mực nước nó hơi cao cao một tí, sau khi lội qua khu vực ngập nước đấy thì tự nhiên một cái cảnh báo nó hiện lên là đèn chiếu sáng ban ngày bên trái gặp vấn đề. Nhưng mà sau đấy thì cảnh báo biến mất. Mình xuống xe thì thấy đèn vẫn sáng bình thường và từ đấy mình không gặp lại vấn đề gì nữa. Trộm vía. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian rất dài sử dụng xe và mình đã thay thế sửa chữa rất nhiều thứ để cái xe này nó ổn hơn rồi. Nhưng mà khi lên xe bật chìa khóa lên vào đầu ngày và thấy chiếc xe có một cái thông báo gì đấy nó hiện lên thay cho cái màn hình odo thông thường thì tim mình nó vẫn bị lỡ một nhịp. Sử dụng chiếc xe này lâu ngày thì mình cũng phải công nhận là các bạn nên biết một xíu tiếng Anh để có thể bình tĩnh hơn. Bởi vì chiếc xe này nó sẽ báo rất nhiều thông tin cho bạn. Ví dụ như là nước làm mát ít này, nước rửa kính hết này, má phanh bị mòn này, nhiệt độ dầu này, hệ thống trợ lực điện của vô lăng có vấn đề này. Nó cũng sẽ báo khi mà hệ thống túi khí có vấn đề này, ắc quy có vấn đề này. Nói chung là nó sẽ báo rất nhiều thứ và các bạn nên biết một chút tiếng Anh để có thể bình tĩnh. Mà nếu không biết tiếng Anh thì cứ bình tĩnh cầm điện thoại lên tra Google để biết là chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì nó sẽ báo đến những cái nhỏ nhất. Ví dụ một lần mình ngả ghế hàng 2 ra để chở cái xe đạp từ nhà về cơ quan. Và khi mình đóng lên, mình đóng không chặt, cái xe này nó cũng báo, nó báo như này này. Đấy, thế nên là hãy bình tĩnh khi nhận được thông báo. Mình thì mù màu nên là mình vẫn chọn cách bình tĩnh nhìn chữ để đọc. Còn nếu mà các bạn nhận biết màu tốt thì các bạn cũng có thể yên tâm, bởi vì nó sẽ có 3 mã màu là xanh, vàng và đỏ, tương tự với đèn giao thông. Mercedes-Benz sử dụng 3 màu này để hướng dẫn cho người sử dụng. Nếu cảnh báo là màu xanh thì hệ thống vẫn đang làm việc tương đối chính xác và mọi thứ đang hoạt động bình thường. Nếu cảnh báo là màu vàng thì có cái gì đó đang hoạt động không được chính xác lắm và hãy kiểm tra nó sớm nhất có thể. Còn nếu cảnh báo là màu đỏ thì đây là một việc hết sức nghiêm trọng và có khả năng dẫn đến nguy hiểm. Nên là các bạn hãy dừng xe sớm nhất có thể và kiểm tra mọi thứ theo như thông báo mà chiếc xe mang đến. Mình có tìm hiểu thêm thì tất nhiên là chiếc xe của mình có khả năng mắc rất nhiều những lỗi khác nữa. Mình sẽ liệt kê nó ở đây cho các bạn xem. Và mình mong là mình sẽ không gặp phải những lỗi nghiêm trọng. Nhưng mà mình tin là sớm thôi, mình sẽ bắt gặp một lỗi nữa là lỗi ắc quy. Bởi vì từ lúc mua chiếc xe này về mình chưa thay ắc quy. Và mình biết là sớm muộn nó sẽ gặp vấn đề thôi. Nhưng mà các bạn biết không, trong thời gian vừa rồi nó có một thứ nó hỏng mà nó còn không báo cho mình. Và việc này cực kỳ nghiêm trọng. Đó là gì thì hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.